Uh, hello chào mừng anh em đến với uh, kênh gà photo. Thì hôm nay Tân Rúc sẽ uh, giới thiệu cho anh em một cái gọi là một cái tính năng mới của uh, của uh, uh, Lightroom thì nó mới update hôm qua một kỳ vậy đó anh em. Có nghĩa là 19 19 hoặc 20 tháng 10 thôi anh em, năm 2022 thì tân gốc mới ghi là Lightroom 2023 luôn, thà còn còn hai tháng nữa nó bước qua năm mới rồi. thì là cái update này á thì chắc là những anh em mà tân nghĩ anh em nào mà à, à, xài bản Rock á thì chắc là nó chưa có update kịp. À, còn đối với những anh em nào mà xài bản gọi là à, bản quyền á thì là chắc là à, mà sẽ mà, mà có rồi update rồi nhưng mà nhiều lúc chưa biết thì hôm nay tân rốc cảm thấy nó hay quá nên là tân rốc sẽ à, chia sẻ cho anh em cái, cái, cái những cái mà mới nhất của nó ha cho anh em coi hình nha <laughs> thấy cái hình khoái đúng không ok anh em thì nó sẽ hiện ra những cái à, tân rốc chỉ nói gói gọn trong những cái này thôi ha tại tân rốc thấy cái này nó hay nè ok anh em thì là trong cái phần này nè anh em vô cái phần mocking nè thì là cái này nó tách lớp ra rất hay thì là trong cái phần mà tách lớp này á, tầng róc mở cái uh, cái giao diện này Windows đi cho anh em xem nha. Để uh, cho anh em xem luôn cái GTX ở bên đây nó cái uh, cái GPU nó chạy như thế nào tại vì uh, những cái tính năng mới này là nó dùng AI nên AI sẽ nó sẽ hơi ngốn uh, cái GPU chút xíu. Tầng róc đang chạy con RTX 3080 Ti ha thì là uh, nó đã mà update lên cái này lâu rồi nhưng mà bây giờ uh, nó update thêm cái này nữa thì tăng, rock nghĩ nó nghĩ nghĩa ha anh em có bình thường nó đã chạy 25% phần trăm rồi ha Thì đối với anh em nào cảm thấy mà cái ai này mà nó yếu thì anh em nên update cái cái cặn hình mình của mình lên uh, ha để mình uh, xài uh, cho nó mượt mà chút xíu Ok không nói nữa nhiều nữa thì anh em vô đây anh em chọn cái select people cho tân à <laughs> ok thì nó tự động nó detect ha nó tự động detect à, Anh em thấy là nó chạy lên 38 đến ba uh, à, uh, uh, 38 trăm ok anh em thì nó sẽ tự động nhận diện cái giao diện của cái mặt người này và tự động nó tách cái layer ra khỏi cái background anh em thấy không để mà mình chỉnh riêng ngoài ra vô đây nó còn có những cái tính năng sau đây chẳng hạn như là face skin có nghĩa là cái da mặt xong rồi body king để body king đó, để anh em chỉnh riêng những cái từng phần đó ha eye blue có nghĩa là cái cái chân mày anh em thấy không khi mà tăng rốc lít vô ở đây thì cái đây nó đỏ lên cái chân mày nó đỏ lên eye blue rồi ha rồi cái Eye uh, clear trong đây nè đó, ha rồi cái uh, cái cái con người của mình cái trồng đen này trồng trắng trồng đen này ha xong lip là môi ha, anh em ha, he là tóc đó thí dụ mà Rốc đốc à, dùng cái he đi ha mình rì một cái móc mới của cái he đi ok anh em thì nếu mà cô này cô cười mà nhe răng ra đó thì là chắc chắn là nó sẽ có thêm cái cái răng nữa thì bây giờ cái he này mình có thể đổi màu tóc thử rồi, đó anh em cho tóc kìa anh em thấy tóc cô này đổi ông đương nhiên là tại cái màu đen nó không có đổi nhiều lắm nhưng mà mình có thể mình có thể đổi chút xíu nè anh em à, mình chỉnh riêng cái phần tóc đó mình chỉnh riêng cái phần tóc được có nghĩa là nó tách riêng cái những cái layer ra ha, này ha cái này rất hay nè rồi à, ok à, bây giờ mình làm thêm một cái nữa đi mình à, nó có thêm những cái này chút nữa tao róc ra lấy sao ha thì á thí dụ ok rồi ha qua cái cô này đi rồi anh em ngắm cô này đã đúng không giờ mình qua liền mình phát đi ok đàn ông ha Vô đàn ông coi đàn ông có nhận diện mặt không nha Ok mình cũng làm động tác giống nãy mình vô cái mocking này <laughs> Để thằng Rốc xóa hết mấy cái này đi Tại cái này nó Rốc làm cũ rồi Bây giờ mình vô đây Mình lại chọn select people Cái này nó cho phép hình như là hai người luôn á anh em Nếu mà hai người thì uh, Chụp chung một tấm hình họ nó nó cũng đều phân ra được luôn đó, anh em à, Nhiều hơn thì tao Rốc chưa thử chút nữa Rốc lấy một tấm hình nhiều hơn thử ha rồi ok mình uh, mình thử cái uh, mình lại đi text tiếp nó CPU với lại GPU nó chạy anh em rồi nó nhận ra cái mặt Liên Minh Phát rồi đây là bạn Liên Minh Phát ha đang nổi tiếng à đình đám mà ok rồi nó cũng đã tự tách lớp ra cho anh em luôn nè à. hồi xưa muốn làm cái này là phải gọi là qua Photoshop rồi mót gì tầm lum tà la hết này mới ra được con này đó face skin body ai ha clip nè cái này nó tưởng là cái răng hở lên nó nó thấy được cái răng này anh em nó thêm teeth nè răng nè nghe yeah, ha rồi y chang vậy ha nó anh em thích chỉnh phần nào thì anh em có thể tách lớp riêng cái phần đó ra thí dụ như tân lớp thấy cái body này mình mà cho cái shadow lên chút xíu thử coi anh, nó là sao nha thấy cái cổ nó cũng hơi tối nên mình thử thử anh em chứ thật ra tấm này tân lớp cũng đã chỉnh rồi mình sẽ anh em mà không muốn màu đỏ thì anh em tích vô cái nút này thì nó không có hiện lên cái mốt ha rồi đây giờ mình nhấn vô cái shadow đi cho anh em dễ thấy nè Shadow, đó thấy không cái cổ nó sáng lên được chút xíu ok sáng lên qua nó dạ ok xíu vậy nè anh em bảy nói chung là cũng đỡ hơn ừ. ha anh em rồi chỉnh mắt tóc tay vậy đó <laughs> ok rồi phần này ha đó em gái em bé mưa ha đó cái này là tân rốc chụp bằng cái lens 58 f 1.2 của Konica đó anh em ha nó nó, nó xóa ảo diệu lắm ha anh em <laughs> ok, thôi bây giờ qua đến một cái thứ hai nữa đó là nãy là tân Róc nói về riêng cái uh, mặt ha, nói riêng cái uh, cái uh, cái uh, mặt ha, giờ mình vô nó còn nhiều cái hơn nữa, bây giờ tân Róc vô cái tấm này đi ví dụ ví dụ ha nha anh em, để tại vì tân thấp lấy cái lấy cái này nè, tại vì cây đồ nó chọt trời nhiều nè, nó chọt giọt vô cái mảng trời nhiều, thì ở đây nó có kêu là tách cái sky, tách cái trời ra, thì đây nó có là subject là người nè anh em sky nè, background nè thì bây giờ nó thử cái sky này coi nó thông minh mà nó tách ra khỏi mấy cái cây này luôn không. Giờ mình nhấn vô thử. Ok, rồi đợi thôi, nó detect. Đó nó chạy 45 61% luôn nè anh em, đó cái cạc của Sunrop. Đó anh em, coi nó nha. Đó, rất thông minh đúng không? Gì như nó lấy cứ như là gần như chín mươi mấy phần trăm anh em, chỉ lòi ngay chỗ này trắng trắng chút xíu nó không hiểu gì thôi. Thì bây giờ tao rất thử mình chỉnh riêng cái phần bầu trời này như thế nào cả mình có biết là Đó anh em có nghĩa là bầu trời mình chỉnh được mà không ảnh hưởng đến những cái thứ khác Mặc dù đây là cây cối âm tùm mà nó vẫn, vẫn nhận biết ra được nha anh em Đó những cái lỗ 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 này nó vẫn biết là đây là trời luôn nè anh em Đó ghê chưa Đó rất hay ha Đó anh em thì cái này ví dụ như mình dìm sáng lại chút xíu ha Đó tăng màu gì lên cho cái cho cái nền trời nó xanh xanh lên chút xíu hoặc là đó như thế nào đó. đó anh em ha đó thì là lấy cái này nè mình phải thử mấy cái này background đồ nó cây cối nó nó xỉa xỉa vô nè chứ nếu mà một cái trời mà nó bằng phẳng là thì không nói được ok tân Róc thấy cái này cái ai nó quá ghê anh em ha tuyệt vời anh em ha ok rồi bây giờ tân Róc thêm một cái nữa gọi là một cái tấm hình nó cũng gọi là đối với anh em bình thường nhưng mà tân Róc rất thích thì trong cái cái dog show tao rock chụp á là uh, là những cái tấm hình giống như vậy mà cái thế mà con chó con quỷ chảnh chó này nó đứng mà đẹp như vậy đó là phải canh rất nhiều anh em và cái người handler uh, phải đứng cũng đẹp không kém thì cái tấm hình nó mới chất lượng um, Tân rock có thể bán tấm hình này lên đến 20 đô cho đến 30 đô ha cho một người nếu người ta thích cái cái tấm hình này à, Ok Bây giờ những cái thông số uh, bình thường Tân đã chỉnh hết rồi. Bây giờ Tân vô cái phần gọi là uh, mocking luôn ha. Thì bây giờ mình vô, khi mình vô đây thì cái phần people anh em nó tự động uh, detect luôn nè anh em thấy không? Đó, nó tự động detect riêng cái phần people luôn nè. Face skin nè nó tự động biết luôn đây là cái mặt của người ta là body nè ha, là hai cái tay nè ha, rồi hair ha, nhưng Tân rất muốn là nó tách cái background ra. Ở đây mình muốn nhấn tới là mình chơi cái background chứ mình không có chơi cái gọi là cái body nữa cái body nãy biết rồi bây giờ Tân rót nhấn vô cái background nha anh em background ok nhấn vô background đó. nó sẽ tự động đi tách cái background Đấy, coi cpu nó chạy 55% mươi phần trăm nó ghê đó đó anh em thấy không khi mà mình có cái cặp màn hình giữ thì nó chạy rất tốt ok anh em đó nó đã đi tách được thì Tân rót tắt cái này à, cho anh em xem nè đó nó tách cái người con chó ra với lại cái nền ra rất là hoàn mỹ nha anh em tân rốc thấy có ở đây bị chút xíu ngay chỗ uh, cái, cái, tóc này chút xíu với lại ngay, ngay ngón tay thôi thì cái đó mình giải quyết bằng cách nào ok vô ha thì ở đây anh em nhấn vô đây nhấn vô nút này nha nhấn vô nút này nhấn vô cái này đi ở đây nó có cộng với trừ thì anh em muốn lấy vô thêm thì anh em cộng mà anh em muốn xóa đi bớt thì anh em trừ thì tân rốc muốn lấy vô thêm ngay tay này ok tân rốc cộng mình chọn cái bút nha anh em mình chọn cái bút đi OK, bây giờ tân Rốc sẽ cho cái tấm hình này nó rộng lên, rồi tân Rốc vô cái, à, vô cái ngón tay này, à, Ok, mình giảm nhỏ nó lại chút xíu, rồi à, ha anh em, rồi xíu thôi, làm lem xíu không được anh em, cái này tân Rốc làm à, dố dố cho anh em ha, nhưng anh em là phải banh kỹ ra làm nha, OK, đó thì có cái nút cộng với trừ đó đó để để cho anh em biết nó là tác dụng gì, đó ví dụ như mình lỡ quẹt lên cha cha đây rồi sao chết ra làm lại là này Lấy cái trừ anh em Lại cái brush Anh em thấy cái đỏ đỏ đây không Đó mình trừ nó đi Anh em thấy sao hợp lý chưa Trời ơi Thương anh em nó mới chỉ với anh em Thiệt luôn á đó. đó. Bình thường ai em chỉ Rồi nó bị một chút xíu ngay chỗ này nữa anh em Anh em thấy không nó có cái đường ngay đây là cái này nó không phải là Mình lại cộng tiếp anh em Fix đi Mình cộng vô mình lại lấy cái cộng này nè ok đó mình chà vô đây cho nó biết đây là background luôn nha anh em đây là background luôn ok rồi sau khi tách nền ra hết ngay cái tóc chút xíu này chắc tân nghĩ nó không ăn thua đâu anh em giờ mình bắt đầu mình coi đi coi rồi bây giờ mình rồi mình sẽ chỉnh cái background ok tân rất thích cái background này nó sáng quá hơi so với con chó thì mình sẽ giảm highlight để cho cái background cho nó nổi con chó lớn anh em thấy nổi con chó lên ghê không đó Tân Róc giảm maximum cho anh em coi nè. <laughs> maximum luôn ha. Ok thôi bây giờ mình không dòm qua đây nữa ha. Ở đây nó đã hỗ trợ GPU rồi cho anh em coi thì Tân Róc mở bự lên đi để anh em focus vô cái tấm hình hơn. Ok thì bây giờ cái tấm này á thì Tân Róc ai là bạn bè trên Facebook của Tân Róc thì Tân Róc đã làm trắng đen cái tấm này ha. Tại vì cái này cái màu nó không được ok lắm tại con chó nó cũng màu trắng nữa nên nó rất hợp với trắng đen. Nhưng lấy cái background này nó cũng rối nè anh em để cho biết là nó nhận biết cái um, Photoshop này nhận biết cái AI nó rõ nè để cho anh em thấy nè ok Thì giờ mình chỉnh cái background này cho nó tối xuống để là con chó nó 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 ok hơn Và sau đó tầng rốc cho nó giảm cái texture nó xuống anh em Làm cái hiệu ứng xóa phong đó anh em thấy không Đó Giống như là mình chụp cái hiệu ứng uh, tầng đó là chụp 70-200 đó là cũng xóa phong dữ rồi đó Nhưng mà là mình muốn làm thêm cho cái hình nó tuyệt vời à một tấm hình bán hai mấy đô ba chục đô làm cho khách mà cái anh này là anh bình hàn quốc ha tăng đốc chụp cái show này hôm tháng đầu tháng 10 đầu tháng 10 2022 rồi cái sắp em cũng giảm xuống luôn anh em cho nó bớt gãy ha thì khi mà anh em coi cái những cái người này với cái chủ thể mà nó tách ra quá nó không đẹp thì mình giảm lại anh em ha mình đó, mình cho nó tự nhiên nha chứ mình đừng bao giờ quá tay nha anh em thì cái đó con mắt của mọi người anh em lựa thôi thì cái này tăng rút chia sẻ thôi ok tăng coi cái áo này với cái bát ok tăng rút cảm thấy như vậy là hợp lý bây giờ mình nhấn chữ y dài để mà mình coi lại là cái before after nó như thế nào. Ok anh em, chết cha rồi, nãy Tân Rốc để cái cái tấm cũ nó là trắng đen, bây giờ mình phải qua trắng đen luôn. À sorry. À sorry, hồi nãy mình làm cái khi trắng đen, giờ khó coi lại quá. Rồi anh em ơi, thì cái tấm này Tân Rốc cảm thấy là mình sẽ làm trắng đen cho nó hợp. Ok, tại nãy Tân Rốc lấy cái file gốc của mình render cái DNG ra ra đây nên là nó hiểu là trắng đen luôn anh em sorry anh em nha thì là đó tôi rất cảm thấy gì rồi mình cho qua trắng đen anh em rồi anh em thấy là con chó nó nổi lên không và cái background nó vẫn còn sáng ok mình vô lại cái background mình dìm nó xuống chút xíu nữa đó, mình dìm xíu xíu có thể dìm đây luôn anh em tại trắng đen mà được đó anh em thấy thấy người đồ dưới dưới chó đồ nó tách ra khỏi nền không anh em đó đó anh em thấy không ghê không cái bên bắt rau nó còn trắng nè đấy rồi như vậy thôi thì nó uh, tương đối thôi anh em nó cái này mình chụp gọi là chụp sự kiện mà nên là cũng không gì còn anh em nếu mà muốn kỹ thì đưa qua photoshop làm thêm như đối với tân rốc là cái tấm này nó cũng đã uh, ok rồi ha giờ mình coi lại những cái chỗ mà nó thiếu quá. mình cộng trừ nhau thêm như ấy cái kiến là anh em nó tưởng là cái background luôn bây giờ tân rốc trừ nó ra ha mình lấy cái cái trừ này mình trừ nó ra anh em đó, mình trừ nó ra Đó, cho cây kiến nó rõ lại ha, Nó bị lem ở đây chút xíu nó làm mất tự nhiên tấm hình Ok, oh, Tân Rốc thấy luôn được anh em, thấy không? Ghê chưa, ghê chưa <laughs> Nói vậy thôi, chứ bữa xử lý tấm này rồi nên có kinh nghiệm <laughs> Ok anh em, đó Thì mà, mà, những cái tính năng mới Tân Rốc chia sẻ cho anh em là cái này ha Ok, rồi còn một cái nữa, quên à, Chia sẻ luôn Lỡ rồi, anh em, à, còn thời gian Ok là cái này anh em. Ha thì ở đây anh em thấy là có những cái dấu những cái dấu tao xó đi những cái dấu ha là tao róc xó rác á. Tại vì mình khi chạy người ta quăng thịt gà đồ này nọ thì rác rớn là lông chó nó lùm á mình đưa tấm hình cho khách nên mình phải xử lý. Thì ở đây nó có những cái gọi là à, nó có cái gọi là những cái công cụ xó rác. <laughs> ha. Thì công cụ xó rác thì ở đây nó có thêm ba công cụ mới ba cái công cụ mới, ba cái công cụ mới này thì là tân đốc thấy nó quá hay là đây cho anh em coi, ha bên đây sạch, bên đây dơ, ha thì là cái công cụ này á nó có thêm cái này, đây anh em nó là remove có nghĩa là lấy ra mất luôn và nó tự động AI đắp những cái nào mà nó cảm thấy thông minh nhất nó đắp vô, ha ví dụ rồi ok Tân lấy nó này, Tân rớp xóa. Ok, bụp. Thì theo lý thuyết là vậy ha, thì nó mất luôn. Cái à, lấy cái chấm này đi, cái chấm này là bự nè anh em. Đó. Rồi nó mất luôn. Rồi mình tắt nó đi ha để anh em coi. Đó, nó mất một cách gọi là đáng ngạc nhiên á anh em. Rồi cái này, hồi xưa giờ anh em là thấy thấy cái này ha, cái hit. Cái hit này thì nó sẽ random dùng những cái màu tương tự dùng những cái uh, texture tương tự ở một cái vùng khác nó lấy vô. Anh em, đây. Đó, anh em thấy không giống như nó lấy cái này lên thì tầng róc tách đi nhìn lên cái đường này nó sẽ dính lên đây luôn đó anh em. Đó anh em thấy dính cái đường nhỏ xíu không? Đó nó sẽ lấy một cái điểm khác ở tấm hình và nó đắp vô. Đương nhiên là tương tự nhưng nó không gọi là thông minh, mình phải ví dụ như mình thấy vậy không được mình phải về 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 cái hồi xưa mình phải về 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 ra đúng không anh em? Đúng chưa? Đúng chưa? đó hồi xưa mình phải giờ 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 cái này ra để cho nó mất đi đó không mình phải phụ nó ok thì giờ cái tính năng này nè nó hay cái là nó thông minh hơn nên là anh em cứ xài nó thoải mái đây tăng tắt đi ok mất hoàn toàn đây còn chấm đen nữa anh em thử biểu diễn luôn đi. chấm đen chấm đen ok rồi mở ra ok mất sạch bách anh em quá hay không đó còn một cái cái cuối cùng này là gì cái clone thì cái lon này nó bên photoshop nó có một cái mục gọi là Lawn stem nó có nghĩa là dùng một cái easy chỗ khác đắp vô thì cái này tân rất không biết nó sinh ra để làm gì nhưng mà có thể là một cái trường hợp nào đó mà để thí dụ nhân đôi lên một cái gì đó tân rất thí dụ như một cái đường này đi ha cái đường này giờ tân rất muốn cái à không mình cần nó z lại đi thí dụ như tân rất muốn nhân đôi cái đường này lên đi ha tăng lốc quét từ đây, xéo xéo xuống đây luôn đi, ví dụ vậy đi. Ha, thì còn nó lấy ở đâu? Nó lấy ở đâu thì mình lấy cái này nè, mình sẽ cả 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 vô đây nè anh em. Để mình nhân đôi cái đường này ra. Đó, clone stem là nó lấy bê nguyên y chang một cái khác. Nó đắp vô cho anh em. Nó có thể là nhân đôi một cái gì đó nhưng mà tại vì tăng Lóc không biết là mình đang uh, không biết là đang có một cái 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 cái, cái cái gì để mà mình một cái tấm hình thích hợp để mình coi như là đúng cái trường hợp đó thì tân đốc mai mốt có thì tân đốc sẽ làm cho anh em ha nhưng cái đường này thấy ghét quá mất nó luôn biến đỏ anh em thấy chưa sạch thấy chưa sạch sẽ do mình tân đốc làm cái cho nó bự lên xíu đi ăn vàng này sạch sẽ anh em ok rồi sạch sẽ nha biến nha biến nha đó những cái gì mà hả rác rến trong cái tấm hình mình giao cho khách mình phải cẩn thận rồi rồi ok ok rồi sạch sẽ đó anh em đó cái tấm hình này đó đó, cái tấm này là cái tấm trên facebook mà tăng rốc đã vừa đăng ha không biết anh em có coi trên facebook không đây tăng rốc mở cái tấm facebook tăng rốc cũng vừa đăng nè thì mấy bạn bên hàn quốc cũng rất thích ha. like quá trời chia sẻ nè đó đó những bạn bên hàn quốc nè Đấy tấm hình này đó anh em ha thì hôm qua vô tình làm cái hình đến cái hình này thì cũng phát hiện ra cái này rồi chia sẻ cho anh em luôn tại vì hôm qua hôm kia chính xác nó update lên ok và dòng chia sẻ với anh em những cái tính năng mới này ha à, không biết còn gì không để tao nói coi coi cái phần uh, mocking này thôi ok uh, và dòng chia sẻ với anh em uh, hẹn anh em ở những clip sau chúc anh em có nhiều sức khỏe và nhiều cái tấm hình đẹp Bye bye chào tạm biệt anh em